Rồi,
lấy cho em cái thầy nha. Thầy của Trần Ngọc Tân Tân, cái đầm này vải rất là đẹp nha mấy chị. Đầm này vải rất là đẹp ha. Chị Ba Quý muốn lấy đầm đen thì lên giùm em số ký nha. Em nói mấy chị nghe để nói mấy chị đầu thủ tục cho mấy chị nghe như thế này. Em nói rồi, dưỡng chấm rất là nhiều. Mấy chị đắp đi, 45 phút xong đắp.
ai? Con của chị Thảo Nguyên Tu 90 ngàn. Ai giữ miêu tả Nguyên Tu 90 ngàn? Thảo Nguyên Tu. Rồi ai nữa? Chị Cẩm Tú nè, có được Cẩm Tú nè. Một vùng 90 ngàn, vùng này bạn. Em nói với chị vùng này mấy chị phải chốt 2 ngàn. Cái vùng này 1-2 lần mặt bao đẹp luôn chị Đào Hà Lan. Vùng này dễ chịu lắm. Cái chị vừa qua nhà em chị đã 92 kg vẫn chưa rồi mà. Cái điều em phải trừ heo lại mấy chị. Mà mấy chị vùng này mấy chị mua một cái mấy chị tiếc lắm. Heo về mặt thử đi, kiếm nữa không bao giờ có. 90 ngàn nha. Có một màu thôi Thanh Huy. 90 ngàn. Còn vùng này trong tư nè mấy chị. Vùng này trong tư cho bộ cũng dài làm thân ủ vậy hả? Chờ chốt bộ cũng dài đến lời của bà Thông thì buồn nè. Cho coi. À cho coi không bà nội, chờ chút bà nội. Rồi bên lục được anh tôi lấy em bộ cúc dài được chưa? Này gái Ngọc 90 ngàn. Ngọc Văn xin gái 90 ngàn. Ngọc Văn trước mặt ra, trước mặt lại. Rồi tí lên một cái 90 ngàn, bill nhớ mua trên 100 ngàn mới tiếp nha mấy chị. Chỉ vậy là em bị lỗ trực tiếp đó mấy chị, ai chị một cái. Em còn tổng cộng 3 cái quần ở trong tư. Rồi cái này thì có sẵn hả? Lấy tiếng mũi trên lờ ra luôn để ra cho bà thôi. Một này ống nhỏ, một khúc chữ quần ống nhỏ, tổng cộng 4 size nha. Anh Vy một quần nè. Anh Vy một quần. Đây mấy chị, bộ đây là bộ khúc tay con nè, mấy chị thấy tay không? Dễ thương lắm. Ở dưới này có bo nha. Ha. Đó, có bo Châu Lê nè, bo Châu Lê nè, còn cái quần cuối cùng của Châu Lê nè. Châu Lê, bỏ vô bên này cũng được. Chị Đào Hà Lan hai quần hộ thể coi thử nhiều còn quần không chị? Lên lên cầu thang coi thử còn quần kia không không? Ờ, không còn kia năm nhớ không tới rồi chị. Ờ. Phải không coi dễ nhưng mà may trừ heo thôi quần ổng nhỏ. Chị ơi chị em bóc ổng nhỏ nha thôi luôn. Cũng lùng lên bóc cho nè. Ổng nhỏ. Dạ chờ chút Thân ơi. Thân ơi ổng chờ em một chút xíu nha. Ngay dưới cầu thang mấy cái quần này coi thử cục quần riêng nào sọt rồi lấy cho em. Chị Châu Lê chị mới nói tới cục hàng bữa sau lấy chị nhận đó là thứ hai gửi đó là chị Châu Lê này nè. Mới nói thiệt đó. Hôm nay nè. Em ơi mấy bà Châu Lê chưa nhận được là vô báo giùm em nha. Rồi đây mấy chị còn mấy cái dưới 80. Nói chung là mấy cái mẫu quần này đều dưới 85 kg nè. Cái này thì còn cỡ. Đùi ơi. Cứ lại bây giờ em còn 70 đến 85 kg. 140 ngàn rồi thôi. Mấy chị có quần tay bên em nè. Thôi lấy ra lấy ít đi. Lấy một bộ cúc XL. Lấy hai bộ đây XL lên đây cho coi gì con. Đây mấy chị ơi. Rồi quần sọc riêng còn nè. Ai chưa chốt sọc riêng? Có gì đâu mà anh còn cái miếng bánh quyển ở đây nha. Để nó đi tầm mai mốt chú ăn. Quần của Thanh Vy có chưa vậy? Quần của chị Anh Châu Hoàng Anh nè. Anh Châu Hoàng Anh một quần 90 ngàn. Anh Châu Hoàng Anh. Rồi bộ này của chị Đặng Hồng Hạnh là kêu cậu kẹo đem tư. Rồi bộ này của tôi quần 250 nè. Rồi quần sọc lên bé nào lấy nữa thì chốt giùm em. Quần 104 nè. Cái gì coi quần 2X. Còn biết lờ thôi. Rồi bán cái quần 104. Thôi quần 104 nè. Ngọc Hân 104 nè. Ngọc Hân đâu? Ngọc Hân 104 nè. Rồi còn một cái nha quý vị bà con quen biên hai họ dòng họ hai bên nghe. Vô coi dùm cái biên của Thanh Vy đi mấy lần. Mọi chú nấu không? Anh bốn cọc cặt đi nha. Phương Nguyễn trong tư. Trời ơi quần Quảng Châu này nha chị Phương. Chị Phương mặc từ đây tới 1 quýt năm sau. Bộ bao nhiêu ký vừa bộ này bộ, cái bộ hôm cúc dài là tổng cộng 4 size vậy. Quốc Khang lúc nào nhà em cũng 4 size. Quốc Khang lấy bộ cúc dài bao nhiêu, size bao nhiêu thì cứ báo lên em lấy ha. Rồi bây giờ lên cho mấy chị nè. Em lên cho mấy chị một cái mã đây. Rồi lên mấy chị cái mã đây, chưa biết cái mã gì luôn. Nhưng mà phải lên, không lên là người ta không có biết nha. Phải lên mấy chị. Dạ, cho chị coi bộ đồ đây chị ơi. 140 ngàn khách lấy rồi, để chút nữa em coi thử còn cái cục nào không chị. Thế bây giờ cái cục đó là khách lấy rồi. Chị chờ giùm em chút anh. Ủa nãy
hai bộ cúc băng ra hết chưa, còn dư nè. Một bộ à? Thôi mua hai bộ luôn đúng không? Thôi mua một bộ đang không hành một bộ. Đang không hành đưa bà Tư rồi. Tôi với con đây nè. Cho chị bộ đó đi. Bộ nếu mà chị nào cho chị đổ bộ lên quần trăm tư. Quần trăm tư chưa có chị. Nè bộ cúc dài nè mấy chị dễ thương lắm. Ở dưới đây nó có bo bụng này cho nên mấy chị đừng có sợ chật ha. Ha mấy chị ha. Văn Nguyễn, Văn Nguyễn coi thử có bộ sức không, không biết nữa. Coi thử Biêu Văn Nguyễn còn sót ở đây không anh. Coi thử Biêu kèm với quần dài nè chị Ngọc Kha nha, chị Quốc Kha. Kèm với quần dài nè. Rồi, chị Quốc Kha có chốt bộ này thì kèm lên số ký. Chốt cho em là bộ cúc chữ kèm số ký nha. Bộ này mặc lên dễ thương lắm mấy chị. Vương Nguyên bữa đi coi mà. Cái này chị Văn Nguyên là kêu là coi thử là còn sót bộ. Một bộ sức của chị Văn Nguyên, một bộ sức sale. Rồi em lên vùng này cho mấy chị, vùng này size lớn không à? À không, vùng này vùng khác. Rồi em lên vùng này cho mấy chị nha. Vùng này bán cho mấy chị 170 ngàn. Em nói mấy chị vùng 170 mà bãi mê hồn trời. Bãi đẹp mê luôn mấy chị. Nè, vùng này chị nào mà dính dưới 90 kg mà cũng vừa nha. Đây, bộ cúc giá 250 lên vùng. Quần này chị nào dưới 90 kg cũng vừa chị. Quần này chị, quần này có bo nè mấy chị. Xin lỗi mấy chị nha. Xin lỗi mấy chị. Quần này 170 đâu lỡ 170 rồi. Đây chị đào Hà Lan hai quần có luôn chị. Đào Hà Lan phải bút yên hai quần nè. Đào Hà Lan hai quần 90-180. Đào Hà Lan 180 ngàn. Em kiểm tra em để đồ cho chị Hiền rồi ha. Áo em không bao giờ ngắn. Chị Xuân Phạm, tết bên em không bao giờ áo nó ngắn hết trơn. Tại em may rất là an toàn nha. Em có phải theo đúng theo tuổi tin. Em là may cho những chị mà từ 25-28 trở lên thôi. Nhà em không có cấp tuổi tin. Rồi bộ này của chị Bùi Đảo 250 nè. Bùi Đảo 250. Bé vô lấy bộ cũng dài size 2 cho cô Nhi Nguyễn Chữ Duy đi. Chị ơi, hai cái áo Nhi có mặt không hay là Nhi gọi lên chị em. Rồi hôm nay dưới 90-92 kg vẫn vừa nha. Hôm nay chị đang 70. Quần này rút tụng nè, mấy chị ơi coi vải nè. Em kiếm cái vải cho mấy chị coi say sẩm nha. Để rồi là mấy chị, có bo nè. Rồi chốt quần thể thao cho em đủ đủ quyền nha. Rồi quần quần thể thao đủ quyền, chốt hai quần cũng được ha. À, đồ bộ em cầm cúc chữ, à bộ đó là 250 ngàn nha chị Ngọc Mai Trắng. Biết luôn vô lấy bộ cho chị Ngọc Mai Trắng, size L không? Size L không? Dạ, cái chiều em có nhắn hai bộ. Dạ đúng rồi, em lấy bộ chữ V cho chị Hiền rồi, bữa qua bữa buổi sáng nay rồi ha. Ừ, nói cái rồi chị Trọng Tú ơi, bữa nay cứ hình bóc người chị á, chị vô chị chọn tay vô chị để mỗi mình làm việc chụp hình cho chị dễ là chị Trọng Tú ơi, biết sao không, chị không có inbox cho em á, cho nên làm biểu em không có chụp hình cho chị được. Giờ chị chọn lại địa chỉ, chị cho lên lại địa chỉ số điện thoại cho bé Lùng nó chọn giùm chị cái nha. Một phút dài hay rồi, một phút dài hay mày nói. Không chị Vy, em nói mấy chị là mặc yên tâm, mấy dài bằng áo này nè ha. Mấy chị cứ mặc bình thường đi. Tại vì cái bo nó gần gần một gang tay lận. Rồi hay điện cho, ủa lộn, tay lờ lộn con. À đúng rồi chị Nguyễn Nguyễn. Chị Nguyễn Chữ Duy nè. Ủa chị Nguyễn Chữ Duy đi lấy chưa? Lấy rồi. Rồi vậy đưa bộ tay lờ hả con? Tay lờ của ai? Ngọc Mai Trắng. Ngọc Mai Trắng 250 của bé Ngọc Mai Trắng nè. Quần thể thao chị đào Hà Lan vừa. Rồi Ngọc Nga một quần nè anh. Ngọc Nga một quần 170. Trời ơi quần này bãi đẹp lắm. To dẻ mà đứng lên ngồi xuống một năm trời không bao giờ rớt dúng nha. Dạ không thấy bộ nào xếp lại hết con ơi. À đào Hà Lan quần thể thao đào Hà Lan vừa nè. Dạ có một cúc cho sao chị rồi. Đào Hà Lan 170. Chị đào Hà Lan mà cầm cái quần này vô là chị mê mẩn. Một chấm là say đắm, hai chấm là rớt luôn. Bộ cúc của chị Ngọc Mai Trắng có rồi nha. Ai? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long nha? Ai mấy chị? Ai tôi đang quỷ ăn gì mà em không quá. Ai lại nhớ ăn gì? Dạ có một và hai quần của chị Bảo Ngọc nè. Ok chị Bảo Ngọc. Hai quần em lấy hai miền cho chế nha. Rồi Bảo Ngọc hai quần. À, như quên là 170-170-340. Ống nhỏ như trong quần. Bảo Ngọc ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại. Bộ chữ V là em để cho chị Ngọc rồi. Tại chị Ngọc đặt là em để cho chị rồi ha. Để cho chế rồi. Có hôm nay em lên vùng với lại chút nữa còn thời gian em lên hàng xe cho mấy chị nhất là riêng. Ok chưa? Để dễ thương luôn. Rồi mấy chị ơi. Có chốt quần thể thao nữa không? Dạ mấy chị mới chốt hai quần cho giùm em lên địa chỉ số điện thoại nha.
cái quần mà mấy chị mua ngoài shop đâu. Em mấy chị có đi em đây hàng ở Châu Bãi rất là đẹp luôn. Đi em đây với chị. Em mặc ngang 307 này nè. Mấy chị nghe em là không bao giờ bán cái lòng cái hàng cầu á. Em bố thẳng luôn. Em tuyên bố cứng cửa như cái rửa như xà bay ăn luôn mấy chị. Nha. Lên tiếp mẹ bán được gì chưa vậy? Được. Còn riêng mấy chân là muốn mua thể thao này gì thì em phải sầu riêng, hái sầu riêng hơi xì luôn. Dạ em để cho chị một bộ Burberry sale 106 với lại một bộ chữ ba Cao Mỹ Lệ vừa thể thao dài hai quần. Rồi đưa cái đưa lại em. Rồi mà bà ta có lấy quần này không có không mà. Đưa cái gì Đào Hà Lan hồi nãy có được cái view gì ạ? Đào Hà Lan coi lấy cái view gì ạ? Rồi Đào Hà Lan 95kg mặc tét chú nha, 92kg trở xuống thôi. Một bộ cúc chữ 85kg không trừ hao, không trừ hao chị Trang Quỳnh, khỏi trừ hao. Rồi lấy một bộ con cúc chữ cho chị Trang Quỳnh tay hai hình con. Quần này là 90kg chị Ngọc may trắng không có vừa đâu. Đó, em một cái đi, đó thấy ông nói mà. Tôi nói Mai Trinh nào, Mai Trinh Tiền Giang là 107 chị ơn. Body, kem dưỡng body vẫn còn nghe chị còn. Ba lỗ, chị để em coi được có ba lỗ, một cái ba lỗ rêu hay sao. Cái này của Mai Trinh là 170 ngàn. À, cái quần cái mày mặc được hay là cái quần này mày có thể vừa là sao mày nè. Rồi cột lại đi anh Tư, 170 ngàn ế rồi. Cái mấy cái được, cái ba cái được. Chưa bán được gì luôn chị mấy chị. Chó được thì được, chó. Đấy, em nói mấy chị một cái giá siêu phẩm. Cho em xin được chia sẻ cho mấy chị. Rồi thôi em lên siêu phẩm cho mấy chị nè. Chó, chó mấy chị ạ. Em lên siêu phẩm, chị lấy quần thể thao của chị Đại Hiệp một cái. Áo em đó còn á chị, chờ chút xíu em lên áo cho chị nha. Chị chờ một chút xíu, một chút chị em lên áo cho mấy chị nha. Ngầu với em hết áo tấu đâu có làm gì đâu. Quần thể tao hai cái mà hai viền khác nhau của chị Hạnh Nguyễn. Dạ Hạnh Nguyễn chăm xin địa chỉ xong rồi Hạnh Nguyễn ơi. Rồi đưa hết quần lên. Rồi hai cái chị Hạnh Nguyễn nè. Chị Trâm Quỳnh chút lấy quần mẫu khác nha, quần này hết rồi. Rồi, rồi tính ra là chị á, tính ra là chị Hạnh Nguyễn hơi bị may mắn luôn chị Hạnh. Tàu Duyên Lộc đâu vô cái quần quá trời đẹp luôn. Để em chụp cái quần lại coi thử mai còn em lấy hàng nha chị. Tàu Duyên ở đâu cái em lọt vô cái quần thì đẹp, tính ra là chị gì? Chị Hạnh Nguyễn quá may mắn luôn chị Hạnh. Ông em nói thiệt nha, nói thiệt chứ không phải nói giỡn với chị. Rồi hai cái quần của chị Hạnh nè. Phải nói chị Hạnh quá chừng may mắn luôn chị Hạnh ơi. Bên em không có gọi điện chúc hàng ha. Bên em chúc hàng qua tin nhắn cho nên mấy chị phải là nhắn tin inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi Trần Quỳnh chút xíu nữa ngồi lấy mẫu khác giùm cho em. Trần Quỳnh ngồi yên ở đây chút nữa em lên mẫu thể thao. Mẫu thể thao lưới hai bên tên mấy chị chọn. Mấy cái quần này mấy chị mặc một năm trời em nói mấy chị không sờn giải và không bị tiếp chị. Nghe lời em đây, không bao giờ bán dối mấy chị nha. Em lên cái bản quần này là mấy chị say đắm nè. Em nói thiệt, em lên mã này mấy chị say đắm nè. Mã này bán cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn nhưng mà quần đùi nha mấy chị, nó mới ác. Nhưng mà rất là đẹp đây. Chết chưa? Chết con mà bảy nhảy quần nhau chưa? 150 ngàn. Xin lỗi chị Trâm Quỳnh nha. Xin lỗi Trâm Quỳnh nha. Không rồi, không thể đọc luôn. Nè, chụp phần qua tin nhắn. Hồi giờ bạn có đọc tin nhắn đâu. Có một cục vàng bom của Trâm Quỳnh nè. Một cục vàng bom của Trâm Quỳnh 220 ngàn. Sóc Trăng 0974 237197 của Trâm Quỳnh. Trâm Quỳnh đi vàng rồi. Rồi xã có biêu Trâm Quỳnh có gì vậy? Xã biêu Trâm Quỳnh đi. Trâm Quỳnh bạn tôi nè chị. Có cục vàng bom nè chị cho chị. Đây có một hàng bom nay về chụp hình báo hàng bom qua cũng không có đọc, trừ khi bây giờ gửi cho chị Thúy Phan là em gửi, còn gửi cho Tân Quỳnh em không gửi. Dạ ok chị Đào Hà Lan. Rồi chị Hạnh Nguyễn inbox kìa. Quần thể thao chút xíu nha chị Hồng Nguyễn. Quần thể thao này em hết rồi, bây giờ chỉ còn quần đùi thôi ha. Chưa hết, em để cho chị Đào Hà Lan rồi ha. Rồi đây là quần đá, nhưng mà quần đá này nó có size nha mấy chị nha. Quần đá này có size ha. Quần đá thì có size nè. Mấy chị muốn lấy quần đá size bao nhiêu mấy chị báo lên giùm em. 4x, 5x, 6x.
chị qua trong mình nó là em không có gửi. Ai buồn ráng chịu à. Đây mấy chị, quần này mấy chị coi vải này để không? Mày thấy đâu vào đâu rồi. Đây, chốt giùm em quần đùi 150.000. Rồi chốt quần đùi 150.000 kèm xuống ký đi. Nó có nhiều mẫu lắm mấy chị. Cái mẫu đầu tiên là mẫu FF đá ha. Chị hai quần đùi 67 cái quần này đẹp lắm chị Ngọc Mai Trắng. Quần này là chị chế chốt bên em là chế mê say luôn. Rồi Ngọc Mai Trắng hai quần này. Hai quần của Ngọc Mai Trắng. Ngọc Mai Trắng 67 kg một mét nhiêu đó. Một mét năm mấy hay sao. Rồi hai quần 150-300 của chị Ngọc Mai Trắng. Em biết của chị mua nhiều lần nhưng mà cái cục hàng sau cùng là có một cục hàng bơm của chị. Đó. Đây. Đây. Chốt giùm em này FF đá. Ha. Chốt giùm em này FF đá nè. Nè thủy thu vạn nè 150.000. Chốt giùm em mã mã chữ N. Quần đùi 80 kg của Ngọc Nga khó luôn bé ơi. Ngọc Nga 80 kg quần đùi là trời ơi đã đẹp đẹp ha. Rồi 150.000 của Ngọc Nga. Không gửi là cho chị Trân Quỳnh đi anh ơi. Rồi để em gửi bill là chị nha. Tại vì nhờ chị là nhờ chị. Đây là cái bộ này. À để Trân Quỳnh mà bạn của Tí Pha là Trân Quỳnh có dấu. Còn Trân Quỳnh kia là Trân Quỳnh không dấu rồi. Chị Trân Quỳnh cộng cho em cái cạc mua 50 thì hàng đi. Còn không cộng cạc là hàng không đi. Rồi vậy đi mấy chị. Bây giờ em buồn lắm. Một tháng mà em có 20-30 triệu tiền hàng bơm em chịu không nổi luôn. Hàng em chịu không nổi luôn á. Chào em yêu. Dạ em cũng chào anh yêu mà em không biết anh là ai luôn. Anh thích yêu em cho yêu luôn à. 85 kg của Tỷ Lê để em kiếm một cái size lớn lớn của Tỷ Lê nha. Tỷ Lê ngồi yên đó em kiếm size cho chá nè. Em kiếm cái form nào lớn lớn em muốn cho chị nè. Xấu đẹp trai. Rồi Tỷ Lê 85 kg. Dạ không có lộn em xin lỗi. Rồi Tỷ Lê. Tỷ Lê nào nè. Tỷ Lê 150.000 chống cái tỉnh chưa. Nè em cho mấy chị coi cái điện thoại này nè. Dạ không phải. Không phải Trân Quỳnh này. Trân Quỳnh kia là Trân Quỳnh không có dấu sắp trăng. Đây nè. Cái này là Dior nè mấy chị. Rồi ai chốt Dior. Ai chốt Dior. Dior chữ R này chốt giùm em Dior. Nha mấy chị. Dior. Rồi Dior 150.000 Dior. Ai chốt Dior. Chốt giùm em Dior. Phải thì lên đó. Chốt giùm em cái Dior nha mấy chị nha. Dạ xin lỗi hai chị. Em phải cho chị số điện thoại. Ok. Ok chị. Dạ để mai em làm bill xong rồi em gửi cái số tài khoản của chị nha. Rồi đây Thủy Thu Phạm Dior. Rồi cái này của chị Song Anh Dior rồi nè. Song Anh 150.000. Thủy Thu Phạm 150.000 anh. Song Anh 150.000. Rồi bây giờ còn một cái mã cuối cùng là mã Gucci. Trời ơi. Dạ để mai em làm bill rồi em gửi số tài khoản của cho chị Ngọc Mai Trắng chị khoản em nha. Đây mấy chị, mã cuối cùng là Gucci. Đẹp ghê không. Trời ơi bà nội cha nó có cái bách bách này đây dễ thương nữa chứ. Rồi chốt giùm em Gucci 150.000. Chốt giùm em Gucci 150.000 nha. Bé nào chưa chốt Gucci 150.000 chốt giùm em. Mấy cái mã quần này là bé được nó không chụp hình đâu. Nó chụp hình lên là em nói thiệt với mấy chị em mai mua luôn á. Bé. Rồi chốt giùm em mã Gucci mấy chị. Mã Gucci. Mỹ Duyên mà chị dạ có công ty của Ngọc Hân nè. Đó chị Duyên mua đồ cũng nhiều chị. Rồi chị giới thiệu hết bà con làng xóm và tỉnh chị luôn đi. Rồi Nguyễn Duyên ở lòng Ngọc Hân nè. Ngọc Hân 150.000 Ngọc Hân công ty nè. Ai nữa. Rồi anh ơi. Một lại anh ơi. Một lại. Một lại đi ơi. Mẹ 150.000 cho mai. Tôi nói dắp một đá quên một cái. Không nhớ cái đồ giá gì luôn. Dạo này tôi nói lẫn lắm mấy chị ơi. Ba chân cái cú xe ra vô đi. Chắc đủ mẹ đếm thì bây giờ sáng giờ chưa ăn gì hết. Có cái gì ở nhà cũng quơ cũng quét hết biểu sao. Nó mập cho nổ. Cái đi coi bánh tráng trụ, bánh tráng trống gì bên đây ăn hết trơn, bánh nội hết trơn. Bữa nay ông bán gì tầm miếng
Thank you.
lon hai quần này của bé An nè. Bé An hai quần 220. Bà cái này đẹp lắm Ngọc Kim ơi. Tôi nói màu nào cũng đẹp hết đó bà nội. Nghe mấy chị coi gọi nó đã. Hơi bị sướng luôn mấy chị ha. Dạ. Anh Mỹ lấy hai chai. Anh Mỹ hai chai. Sáng mấy anh làm kiếm lộn quá chứ.
không hỏi gì hết trơn. Em có một cái mã vòng tay. Em có một cái mã vòng tay xe lớn đó chị. À, 190 chị ạ. Lộn mày. Cái gì lộn lên tay lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gửi hai cái ống đó ha, tay nè, hai bên nè mấy chị. Trời ơi mấy chị bỏ 56 riêng rồi kia mấy cái quần ói lòi ói le luôn mấy chị coi nè. Dạ lắm à, em mặc đồ không có gì, em là coi như mặc đồ là chất giá không. Rồi còn hai cái quần 56 lại nè, quần này chị nghe lấy đi chị nghe ơi, quần này chị nghe lấy là ok con nhà máy moi nè, đâu 58 nào bỏ quần. Em còn chỉ còn 4 quần thôi nha, 4 quần mấy chị yêu ơi, 4 quần. Lấy quần 108 của chị đi, hay đeo hai len là được nha. Chị đeo hai len lấy quần 108 thì được. Lấy quần 108 là quần tây hay quần thể thao, chị đeo hai len. Ngọc len một cái nè. Quần 706. Một cái gì chị Ngọc Kim nói gì em không hiểu. Ngọc nghe cái quần chị Ngọc Trinh cái 106 nè. Rồi bây giờ em lên quần 108. Quần 108 là vừa thôi nha, quần 108 chị nằm chính quý quý vẫn vừa ha. Lưu ý giùm em, túi nó mất mẹ rồi. Rồi có hai túi hai bên nha. Ôi mấy chị coi quần nè, đã không? Rồi ống nhỏ nha. Rồi chốt lên giùm em quần 108 cũng 70 đến 90 ký. Còn quần kia thì còn cỡ 85 ký là vừa. 70 đến 90 ký quần 108. Ai? Hay là giờ mày lên lầu mày cắm lai, mày lai cái sắt đi kì. Chứ tao thấy mày nhông nhông thiệt á. Còn không được sau rồi tao tao về cho mày một lô quần len, quần lột cái đít tới trăm hai tụi bay thử luôn. Duy Nguyễn hai quần chữ Duy nè, Duy Nguyễn hai chữ Duy hai quần 108, 306 nè. Để cho thấy mày tần tần lắm luôn một cây à thiệt á. Các ca mày tiễn quần lót lột cái đít về cho tụi bay lai à. Mày đứng nói đi thành thử cũng được. Còn không mà mày nói đi cho anh thuốc thử. Quần này quần em 108 rồi đó. Hai quần em mới phân ra là 108 rồi đó, đi đó 108 đó. Trời đất ơi còn gặp nữa. Ai giữ biêu đào Hà Lan. Đào Hà Lan 180 ngàn, quần này đẹp lắm chứ. Cái kéo một cái rít lên một cái, em nói mấy chị không cấn này, không cấn bụng. Quần 106 mặc có ôm với em. Quần này mãi có giãn mà. Còn hót khu trường, còn hót khu quân xì vàng chị. Chị lấy hai điện đi mặc cho đẹp. Lấy cái khóa khu xì vàng 250 size 2 cho chị Bông Quỳnh. Là 250 ngàn á. Chị bao là vừa có khóa xanh mà vừa có khóa vàng khu xì đó. Trời ơi, tôi muốn còn một cái mấy chị ơi. Ai làm gì mà tụt view dữ hả mấy chị? Ai làm gì đâu mà tụt view dữ vậy hả trời? Trời đất quỷ thần ơi. Anh Tân ơi, gỡ cái miếng ra ghi giùm em băng, đưa cho bé lùng làm. Gỡ miếng ra ghi băng kêu vàng lên quần 106 coi. Còn chị Bông Quỳnh. Trời Bông gì đó. Size 2 thì coi ok. Rồi chắc vậy á. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã lận chín tóc nha. Rồi chị Bông Quỳnh 250 nè. Quần đen 90 ký của Sang Trần Tấm Sang. Quần đen ok còn khá, cảm ơn Sang Trần Tấm Sang nè. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ em lên quần lửng cho mấy chị nha. 60 đến 85 ký nha mấy chị nha. 60 ở lầu 70 đến 85 ký quần này đẹp lắm, nhưng mà quần chín tóc nè. Quần này chị đặt 88-90 ký cũng vừa nha. Quần này là gì? Nè mấy chị thấy chín tóc không? Đây chín tóc. Rồi chốt giùm em đi, mã chín tóc, mã chín tóc đại. Chín tóc đại là chị nào 90 ký cũng vừa nha. Hết quần 108 là Ngọc Kim. Rồi chốt giùm em chín tóc đại. Dạ em chốt với chị Sang Tròn rồi. Rồi mấy chị coi quần bên em mà đã ha. Trời ơi coi cái nét coi nè, coi cái miệng coi nè. Nó mang cái phong quần rất là đẹp luôn mấy chị coi nè. Trời ơi bà nội cha nội má quen viên hoa họ dòng họ hai bên gì quần quá chị đẹp luôn. Chốt giùm em 989. Một áo khoác 100 ký nha người đẹp. Lấy một cái áo khoác gu xì vàng 100 ký. Một cái lượng của Duy Nguyễn Duy nè. Duy Duy và Duy Duy 109. Mình non Đà Lạt là nhiều có yêu hồ dân gian á. Dạ ok chị Sang mua thêm thì mua mai gửi nha. Ai? Ai nữa mấy chị ơi? Cái cục nào 100 ký là cái hai cái đi. À, chị Võ Thanh Thảo một cái 109 nè. Chị Võ Thanh Thảo một cái 109 nè. Ai nữa mấy chị? Trời ơi, cái cục này nó phơm nó đã quá mấy chị ơi. Cục này phơm đúng đã luôn. Phơm này có thiệt. Cái cục này nhìn cái phơm đúng sướng luôn. 109 là có giá 109 nha mấy mẹ ơi. Mấy mẹ ơi, nè con. Nhà con nè. Rồi quần 109 còn lại luôn. Ai? Ai chốt chín tóc nữa mấy mẹ? Ủa
cho Ngọc Kim. Ngọc Kim lên địa chỉ số thờ trong cái giữa không? Đó, mình đồ đó. Rồi Ngọc Kim. Ngọc Kim. Chờ anh chút vậy. Rồi Ngọc Kim cho 60 nghìn. Rồi hãy đăng Lê Nguyễn nè. Để Long Vy đăng Lê Nguyễn đăng chiếm anh. Cái gì ạ? Đó nè. Rồi em chốt đi đăng áo phát này cho chị Minh Loan nè. 250 của Minh Loan. Dạ cho chế con cái chính xác con coi. Tại vì chị biết sao đưa lên lúc đầu nó làm vô luôn luôn á. Chị ra anh chờ chút mình vậy. Chị cứ giận thờ vậy coi chị giận với em vợ với ai. Em thích em. Rồi bỏ vô cái 250 đi. Dạ vùng này vùng Quảng Châu này không có 98 nữa chị. Vùng này đẹp lắm chị Như Nguyễn thành phố chị đi chốt chưa. Nè 98. Vùng này 99. Anh Lê Nguyễn 99. Ai ai đã từng đi qua sông Cũ Long Giang mấy chị? Vùng 98 tí mà ai đi biểu dạ đúng rồi chị. Ai đi biểu em không có tiền nha. Biểu của Duy Nguyễn đâu rồi? Duy Nguyễn không có mua, không có gửi cái đồ cây lên để đổi thì ghi biểu của Duy Nguyễn đi không tính xếp. Dạ 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 lấy thêm cho chị nghe đừng đổi sự nghiệp em. Thì em giờ nó tào lao bí đao hết mà chị đổi em cái em muốn tép lắm. 270 tí. Như Nguyễn thành phố hai vùng này đẹp lắm chị Như. Hai cái nè. Dạ được. À, có thử chị Đặng Anh Thu còn sót miêu ở đây không? Dạ chị Thu à. Ờ. Đó, hôm qua khi đốt em tìm cái gì lại em. Cái thứ hai. Má cái chị Đặng Anh Thu. Cô đợi lại. Hai cái 59, 308 của Như Nguyễn thành phố 308. Nè cái lồng cột này lại nè con. Bé lồng mà kéo băng keo ghi 9 tóc trong 9 cho chị biết nè con. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái mã này cho mấy chị. Giang hồ gọi là bài này anh nha. Bài này chị em chữ sẵn rồi. Đồ mẹ được 9 cái caro thì lấy 9 cái caro đi. Cái mặt cũng bỏ. Mà viết cái đen vô. Ta chữ sao kêu ta mất dạy. Con chữ mấy mẹ là chuyên gia đưa kéo xuống rồi đồng nồi. Lấy luôn đi chị nha. Lấy thêm cái vùng 9 tóc đi chị nha. Mày còn cái gì để trâu thế không? Bây giờ nói nè, bác xe đi kiếm mua gì cho tao ăn, cái gì tao chết á. Tôi giờ tôi chưa có ăn cái gì hết á. Nói một con nè, bà một. Cái gì mà no no được uống thuốc á. Nè. Uống tiếu. Cháu coi cho mấy chị coi nè. Nhưng mà em nói mấy chị bảy tóc nhưng mà đẹp mê hồn tròn. Dạ, sang trần tấm sang đâu bây giờ. Lông đưa cái quần ấy đúng không? Đưa cái quần là tặng. Sang trần tấm sang một cái đây nè. Rồi còn hai cái trong chín nha. Để trong chín vô. Ngọc Kim đặt cái lồng quận 12. Nè quận này nhưng mà mấy chị ơi đẹp thì đẹp thiệt. Nhưng mà biết sao không? Ta dưới 70 ký. Không nó đẹp thiệt đó mấy chị. Mày thông cảm giùm em đi. Nó đủ mã caro hết nha. Mày thông cảm giùm em này là dưới 70 ký. Xin lỗi với chị là dưới 75 ký nha. Nè mấy chị coi quần em kéo nè. Mấy chị coi quần em kéo nè. Dưới 75 ký. 60 cái đầm phong xanh mới nhận sao không phải tung. Dạ đúng rồi, nó có trúng mà mấy chị đâu có sợ chậm đâu mấy chị sợ. Thôi mấy chị đang cố để kiểm tra ngay bây giờ. Để anh Phước anh kiểm tra cái biểu đặt anh Thu lại nha. Chốt giùm em đặt quần mã quần này dưới 75 ký trên 1.6. Còn chị nào mà dưới 1.6 thì làm không? Tiết chế lại còn gọi 72 ký. Mã sọc nè. Mã caro nè. Mã caro lớn nè. Còn ở đây là mã caro nhỏ nè. Ngọc Mai Trắng một cái quần 9 tóc luôn mơ. Đúng rồi, nó là phải không phải giống như mấy cái áo phông mấy chị. Nè Ngọc Mai Trắng nè, 190 ngàn của Ngọc Mai Trắng. Rồi chốt giùm em caro mấy chị. Sọc nè, caro lớn nè. Mấy chị coi giùm em caro lọ nhỏ bãi đẹp lắm mấy chị. Mỗi mê hùng trọng luôn. Caro nhỏ nè, đẹp ha. Buồn này bảy tóc mà mặc cái áo phông là tôi nguyện. Bữa là đến nay là cả tháng là còn 80 ngàn mới dồn vô nè Lê Nguyễn. À, ăn cái Lê Nguyễn mà kêu cái còn cái Lê Nguyễn hoặc cái Lê Nguyễn nào rồi chốt quần đi mới chạy dưới 75 ký nha chốt quần rồi chưa có ba lỗ gì đào anh nha đào bỏ gì đi á đâu đâu đủ con là mở đủ rồi mà mày có chi thôi đợi chút tao chết mày thôi thôi đừng ăn mày thân caro nhỏ của Ngọc Mai Trắng nè thôi đừng ăn mày thân mày thân mới đường mai keo lúc nào
giá luôn á, giá 170 ngàn mấy chị, xin lỗi 170 ngàn mấy chị. Chị ơi nè mấy lùng, bỏ bình bóng cùng lại 170 ngàn. Đúng rồi, 9875 ký của Bùi Thị
phải là lên bọn con. Ba ở giữa đó. Cô đưa cái đó giùm đi bà. Bà bé. Rồi Trịnh Tư, 200 ngàn của Trịnh Tư. Đưa lại đi con, đưa lại đi. Thôi 60 đến 75 ký thôi. Quần này chị nãy giờ lấy nhiều á.
Chị khách mới á. Chị Ngọc Mai Trắng á, nguồn này chị Ngọc Mai Trắng lấy đi, trời ơi nó đẹp bà cố nậu luôn. Rồi chốt giùm em nguồn đá 400. Chị nào chốt nguồn đá 400, chốt giùm em lên dưới 75 cây, 60 đến 75 cây. Mẹ số 1 nha. Mẹ số 1. Mẹ số 1 là dính dắt tam giác nè. Mẹ số 1 nè. Đó, để đi luôn, bỏ vô luôn. Mẹ số 1 dính dắt tam giác. Rồi lên cái mẹ số 2 nè. Mẹ số 2 mấy chị ơi, mẹ số 2 chốt giùm em nha. Mẹ số 2 là giống như cái phân mì vậy. Mẹ số 2 chị họ nói rồi là mai ấy mà. Bảo Thái còn ơi, đứa nhà con được cùng Bảo Thái chưa? Hãy xếp đâu vậy? Hãy màu vàng màu rồi nè, đi ăn màu đồ trưa nè. Hãy xếp đâu vậy? 400 của Ngọc Mai Trắng nè. Chưa bán à? Ủa chị Ngọc Mai Trắng quận 12 hả? Trời ơi chị Ngọc Mai Trắng quận 12 hả? Hỏi chuyện khổ chị mai xếp thu luôn nha. Mai xếp thu tiền chị rút tiền để nhà đi. Ủa con đừng bao áo mà bỏ được màu đen ở đây là gì vậy? Bên đó là gì vậy? Trắng của Quang Đức Ly. Ủa? Chị ơi, hết trắng rồi chị ơi. Em
trong ruộng mà cháu xin lỗi cháu, cháu lấy cái đèn đi chị. Lấy cái đèn đi. Có chị Trần Tư đâu ai chốt. Chốt đèn bị vàng đi chị. Ai chốt nữa? À, Quang Đức Ly. Chị chốt giùm em theo bị đèn đi nha. Chốt giùm em theo bị đèn giùm em nha chị. Hết kém rồi. Rồi còn một máy nữa nè mấy chị. Cho coi lại đó không ok nha. Cáo thái phải đẹp lắm nha. Eo bì nha. Trời ơi cái này mà mặc cái sụn cháu quần nha. Tao nói thêm một đôi giày thể thao nữa là chết. Quang Đức Ly chăm sóc khách cũ khách mới. Eo bì đen 65 đến 100 ký. Eo bì già phải đẻ lắm mấy chị. Eo bì vàng áo này 180 đây bán 160 là do mùa dịch thôi mấy chị, chứ không phải bán áo là 10-15 ngàn đâu. Eo bì vàng, eo bì cà phê sữa, áo bì cà phê sữa nha. Dạ hình như hết rồi mấy chị ơi. Áo bì cà phê sữa, áo bì cà phê sữa của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Áo bì cà phê sữa Nguyên Phạm quận 12. Rồi lên một cái áo bì đen. Ủa áo bì đen cũng học bay trắng khó rồi mà đúng không? Mới có cái trắng cái đen. Rồi bây giờ em lên cái mã Gucci nè. Gucci chị Ngọc Mai Trắng á. Mai Trắng mới có hai cái vàng với cái đen đúng rồi. Có rồi chị Ngọc Mai Trắng. Phương Đô Facebook ý đen áo đen 160 ngàn. Rồi bây giờ lên cái khu xì. Chị Phương Đô lấy cái vàng đi. Chị nghe em, chị lấy cái vàng đi nha. Nghe lời em. Rồi lên cái khu xì vàng cho mấy giá nè. Vàng đen gì vậy ta? Đỗ Tư Thanh hả? Đỗ Sơn Thanh hả? Ủa sao một cái nít mà lên Tư Thanh? Cuốn xì vàng anh dám nói bữa nay nó bị lỗi một cái. Má hồi đổ tao quê hồi đổ gặp mày nó còn biết hồi đổ cuốn xì đen. Giao gì nữa không có đê lên cho mày. Cuốn xì đen cái này là cuốn xì trắng nè. Dạ cuốn xì trắng rồi tới cuốn xì trắng vợ chồng nào chốt một cọc để dành mặt là hơi bị đẹp luôn ha. Rồi ai chốt cái gu xì chốt lên giùm em cái gu xì. Xếp lại đi Thành ơi. Xếp eo bì đen. Xếp cái eo bì đen của Thủy Thu Phạm lại bình đẳng. Eo bì đen 160 của bé Thủy Thu Phạm. Ai nữa? Rồi lên xếp bộ nha. Bé lông ở dưới đó còn cái bao đó. Bé lông kỳ xuống dưới còn cái bao nào. Bộ hộp rút còn 4-5 bộ đem lên dài xeo luôn. Bộ hộp rút. Rồi cho xem eo bì đen ở đây. Anh đang tiếp trên eo bì đen. Đây đúng không? Cuốn xì vàng của chị Phương Đô. Phương Đô mới có biêu không? Đó Phương Đô ngay trước mặt cái nhỏ. Nè bỏ bên trên. Cái bì vàng luôn. Đây nè mấy chị. Eo bì đen là đẹp không? Dạ. Một cặp trắng, một gu xì trắng hay là một cặp trắng. Anh Nguyệt Mai một cái trắng nè. Anh Nguyệt Mai 160. Ghi anh ghi xong đã. Ngọc Mai trắng gu xì trắng nè. Hết gu xì trắng mấy chị. Trang Mai nè bé lùn. Trang Mai gu xì vàng 160 ghi đi. Không màu đồng cái đá. Bỏ đây dồn dồn đá. Chứ à. Rồi hết nha mấy chị nha. Hả? Trang Mai lấy alo Trang Mai đâu? Lấy alo. Rồi đưa cái bao Mai ra. Còn mấy bộ qua nữa thì hai xeo hết luôn. Còn 4-5 bộ qua hết rồi. Rồi mấy chị, bộ này mới về nè. Bộ này mới về nha. Rồi mấy chị ơi, cái bộ này form dễ thương quá. Nè bộ chữ V là form dễ thương lắm mấy chị. Nè bộ chữ V sát nát form rất là dễ thương. Rồi bộ này có tổng cộng 4 size. Nhưng mà bộ này là vùng đùi nha mấy chị. Bộ này em bán cho mấy chị với giá 240 ngàn. Bộ chữ V vùng đùi. Chị nào chốt bộ này, chốt lên bộ này mặc lên. Ngày mai em mặc like cho mấy chị coi là bộ này mặc lên cực kỳ dễ thương. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg.
xoài mới về hàng ngày hôm nay luôn. Sắp lên thành còn chỗ nào sắp lên luôn anh. Bộ này là còn có 4 xoài mấy chị. Bộ này 240.000 nha. 240.000 bộ này. Ai chưa chốt thì tăng thủ chốt giùm cho em bộ chữ V có. Bộ chữ V sắc mắt nha. Rồi bây giờ còn bộ này em sale nè. Bộ này còn 6, còn 5 bộ hay 6 bộ gì đó. 5 bộ. Em sale bộ hồng rút cho mấy chị nè. Bộ hồng rút bây giờ nhiêu? 220 nha. Sale cho mấy chị còn 170.000 bộ hồng rút. Rồi chị nào chốt trước thì có lợi thôi vậy thôi. 75kg xây L cây ơn. Rồi Bùi Thị Ngọc Trinh. Bùi Thị Ngọc Trinh nè. 240.000 của Bùi Thị Ngọc Trinh. Chữ V xây L của chị Ngọc Mai Trắng. Xây L của chị Ngọc Mai Trắng. Rồi L của Ngọc Mai Trắng là bé lồn đi vô. Xây L của Ngọc Mai Trắng. Rồi chốt bộ hôm muốn xeo 170 nha. Bộ này là bộ đen. Giá là hôm bộ đen mới chốt được bộ này ha. Khi mấy chị mặc lên là nó sẽ như thế này nè. Rút 100kg. Ủa trắng gì vậy Thủy Thu Phạm? 240. Trắng cái gì vậy Thủy Thu Phạm? Thanh Thảo Nguyễn. Thanh Thảo Nguyễn bộ hồng rút 100kg. Bộ hồng rút
Con này vãi đẻ lắm thầy. Trăm vế của bất thầy. Thôi chị, bố hôm cũng không bỏ thân thảo ít lên lờ. Trăm sáu cũng bỏ thân thảo nè. Trăm sáu cũng bỏ thân thảo. Chị muốn chốt bộ hôm cúc tại vì mấy chị cái em nhớ sai còn chị em chưa nhớ. Chị Phương Đô là nhiêu ký chị Phương Đô? Chị Quang Đức Ly với Phương Đô 75 ký. Rồi, Quang Đức Ly 160.000 của Quang Đức Ly. Còn chị Phương Đô nhiêu ký? Hồi năm ngoái em may áo khoác ra cho mấy chị 300.000 đúng không? Bùi Thị Ngọc Trinh nè. Bùi Thị Ngọc Trinh 160.000. Lấy thêm mấy bộ thấy ít rồi được anh ơi. Mấy áo khoác năm ngoái em bán 300 mà năm nay em may được giống như là dùng từ sân khách. Có nghĩa là vải nhẹ, vải rẻ về thì em bán rẻ ha. Rồi áo khoác này mấy chị mặc 3 năm nó cũng không từng gãi nữa. Có túi ngoài và túi trong. Áo khoác chung 250.000 đủ size. Và em còn một màu nữa là uống xì vàng nè mấy chị. Trời ơi, cái khoác này mấy chị mặc đã lắm. Cái khoác này mấy chị nào đã mua bên em rồi là chị đã xịt chân ghiền. Lấy 2 bộ XL đúng không? Rồi nè, của ai? Thế Vũ nè, 160 của Thế Vũ. Đô 160.000 của Phương Đô. Ủa này còn không ạ? Này còn. Đây là gì? XL. Bộ hộp cúc con gái. Lấy bộ này cho bỏ cho em cúc. Rồi bỏ cho em cúc. 160.000 của bỏ cho em cúc. Bộ hộp cúc thôi. Bộ hộp cúc còn kiếm sắp. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải đẹp mê say luôn. Cái bộ có bao chiều rồi. Bộ này là tay ngắn nè. Tay con á, chứ chị tay con á. Ha, tay con bộ này vải mê say. Kèm với vùng chính tóc đen. Rút hàng về mấy chị ơi, rồi áo khoác. Chị ơi, lấy bình thường ấy áo khoác, bỏ áo khoác luôn đi. Rồi mấy chị nào chốt gì nữa không mấy chị? Ho, cúc. Chốt thì em nghĩ tại đây nha. Chị không chốt em nghỉ tại đây á. Nói thiệt luôn. Cô chủ nhỏ qua cục L. L cô chủ nhỏ 106. Ủa gì có đi L rồi. Rồi cô chủ nhỏ 106. Hoa cúc của Nguyễn Chí Anh XL nè. Nguyễn Chí Anh 106. Lấy bộ 90kg thôi nè. Bộ này có size 100kg nha, cao mỹ lệ nha. Về mà chồng là thấy cái cảnh liền luôn đó nha. Cái này à... Áo em hết rồi chị em. Để mai em đi lấy em. Chị anh nằm tốt trong có bên kia, bên kia thu mưa mưa. Rồi, cao mỹ lệ 160. Em đẹp cao mỹ lệ luôn. Đây, 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 đây. Chúng ta gì em. Cao mỹ lệ 160. Hôm cuối 70kg của chị Thơm Đăng. Thơm Đăng 106 của Thơm Đăng. Cô xe trắng có là gì? Cô xe trắng to vậy? Cô xe trắng đó là cái hai cái à? Có dễ không có phải còn không? Các Mỹ Lệ lấy 3 ít giùm tôi đi bà nội. Bộ hồng rút 90kg còn một bộ nha. Còn bộ 90kg này chị bỏ cho em phút. Hơn ghê. Rồi à, chị mua này à, 170.000 mới ghi á. Ủa, cho Phúc cái chị cũ rồi đó. Bỏ cho Phúc trong tin nhắn chọn ngón tay lên nhà em địa chỉ cũ xuống thời cũ hả chị? Anh cho Hồng Anh còn không? Mày lại mày đổi cái bộ này cho Cao Mỹ Lệ nè, nó về nó không có gì đâu. Lấy cái bộ bay cho Cao Mỹ Lệ. Đưa ra cái bộ này đi. Đó, bỏ cái bộ bộ kia. Để em coi được view chị nghe nhiều hết à. Nếu bên em thấy ai chị cho thở tốt em có đồng. Còn này em không có tiền thì phải lấy chị. Còn này em bị xui sang nguyên một tháng rưỡi này em chết luôn. Rồi em thay mở view chị nghe không? À, ai nè, Cam Mỹ Lệ có rồi không? Mà mày chắc rồi. À, anh Châu Hoàng Anh đâu rồi? Bộ cái gì đây? Bộ nào mày mới đây? Anh Châu Hoàng Anh nè. Anh Châu Hoàng Anh chăm sóc bỏ vô. Anh Châu Hoàng Anh. Cái Cam Mỹ Lệ em mới đổi size như vậy? Cam Mỹ Lệ em mới đổi size như sao? Đổi rồi. Đâu đây không? Kiểm tra lại thử. Cho
Con bộ này cũng học may trắng hả? Học may trắng năm sáu. Chào mấy chị, chào con gái và bóp trái nha.